Trong lòng tôi touching rất my cảm heart, động, you know. I was thinking nghĩ bụng how can I làm make sao để your đời life sống cư better? vị tốt hơn Me đây, sentí muy tocada en mi corazón ngay cả y về phương diện vật me chất. pregunto cómo podría hacer vuestra vida mejor incluso materialmente. I was Tôi thinking, nghĩ oh, where can I have có a chỗ nào tốt nhất best place so everybody để can mọi be in người and đến cho come, tiện como me estaba don't cost pensando so mà không much, tốn kém quá can stay nhiều with me all và có day, thể all ở night, lại với tôi suốt ngày suốt un đêm, lugar que fuera más cómodo y que the pudiese well-behaved những người one, đàng hoàng thôi. que os pudieseis estar conmigo de día y de noche. yeah. Anyway, you are Dù all sao very tất cả good. quý It's vị just đều your rất tốt, habit, có it's điều your thói quen, karma nghiệp that make chướng you của quý the vị way you làm are, cho quý eh? vị như vậy. Y todos, Ta đã nói todos nhiều sois lần muy rồi. buenos. Simplemente es vuestro karma que os hace ser de la, os hace actuar de la forma que actuáis. So I hate the Cho nên tôi karma, I ghét don't nghiệp hate the chướng chứ person. không ghét người Así que đó. odio el karma, pero no la persona. The karma Nghiệp deserve chướng đáng bị beating, đánh đòn, scolding, bị la, bị chửi, bị insulting, đá, bất cứ gì. kicking, anything. El karma se merece riñas, patadas, insultos, cualquier cosa. Person deserve love. Nhưng người thì La đáng được thương yêu. persona solo se merece amor. Because he or he is a Bởi vì victim họ of là nạn this nhân của nghiệp karma chướng, and của thói quen the habits and the và social sự ảnh hưởng của xã hội. infection, no? La persona solo es la víctima de este karma y de la infección social. Yeah, Làm sao what tôi can I lo cho do tất for cả you quý vị all? đây? Take Hãy care tự of chăm sóc cho yourself, mình nha. okay? Cuidaros a vosotros mismos. Take Chăm really sóc good chính care mình of cho thật yourself. tốt. Có thể Maybe ngày one nào day đó chúng we ta sẽ have a có một place where chỗ để mọi anybody người can come tới dễ easily. dàng. But the thing Nhưng is, có if điều the là nếu người European châu come Á tới easily, dễ thì Chinese người Hoa cannot. lại không dễ. Quizá algún día tengamos un lugar donde podamos reunirnos todos cómodamente, pero el problema es que si los europeos pueden ir cómodamente, entonces los chinos no. Bởi So vậy đôi khi sometimes tôi I phải have đi to Thái go to Lan, Thailand, that is very thì nó far for lại xa you. xôi cho quý Así vị. que por eso alguna vez tengo que ir a Tailandia, que está muy lejos de vosotros. Mà That's lại a lot of tốn nhiều money. tiền. Y cuesta mucho dinero. Nhưng But nghe I heard nói that nếu if you mua book vé in trước 2-3 advance, tháng 2-3 months, thì it's rẻ cheaper hơn, or not. có không? Pero he oído que si lo reserváis con 2 o 3 meses de antelación es más barato. Tôi I gặp met một one người trên máy person in bay. the airplane. Ông He ta said nói to rằng me, ông he ta mua booked vé like hàng for every tháng month đi and từ he Anh go tới to Tây Ban Spain Nha from England for tốn 60 60 đồng euros tiền âu khứ hồi. he oí una Back persona and forth. oí una persona en el avión que reservó con antelación que le costó solo 60 € ida y vuelta a Inglaterra. Yeah? Có phải There's vậy such không? thing. Ông And they ta say nói if he rằng doesn't nếu want không to muốn go, đi, then he ông ta lose chỉ all the mất 60 60 đồng euros. tiền âu So he thôi. just book and Cho leave it nên there. ông ta cứ mua Y để si luego đó. no puedo ir, solo pierde los 60 €. Así que lo reservó. Nhưng Yeah, có but the điều thing là is he ông has a ta có nhà ở house, Tây you Ban know, Nha, in có Spain. nhà ở He Anh, have a house cho in nên England, ông so ta he biết know mỗi where he's ngày phải going đi every đâu. day. I don't Còn know where tôi I'm chẳng biết going. mình đi Pero đâu la cả, cosa es đó que mới là vấn tenía una đề. casa en Inglaterra y otra en España. Tôi rất I feel tiếc very là sorry quý that you vị have to phải lái drive xe xa như vậy để đến gặp such a tôi. long way, you know, Siento to que see te, me. sienta, siento que habéis, ya habéis tenido que conducir semejante distancia para verme. Because I Because cũng lái xe also xa drive gần such a giống như long way, vậy, almost, xa some hơn hoặc longer gần than hơn một you, số quý vị. sometimes shorter than you, Cho but nên so tôi I hiểu. understand, you know. Porque yo también he conducido una distancia a veces, más larga que algunos o más corta que Không algunos, phải entonces lo dễ. It's entiendo. not Ở nước easy ngoài in a không phải foreign dễ. land. No es fácil en una tierra extranjera. Nếu quý If vị you đi qua pass nước through Pháp như France tôi, like I did, ban đêm at tất cả night trạm xăng all đều the đóng cửa. petrol station locked. Por la noche todas las gasolineras estaban cerradas. And you Rồi must lại phải have có the thẻ tín special dụng đặc credit biệt mới card đổ even xăng to được. get it. Tất cả thẻ My tín credit dụng của card tôi đều uses vô dụng. incluso tienes que tener una tarjeta de crédito especial para conseguir la gasolina. Todas las mis tarjetas de crédito no servían. Lúc I was đó just lại short đang sắp hết petrol xăng. at that time. Yeah. Estaba buscando gasolina a todas Tất horas. cả thẻ All the tín dụng credit đều cards không don't dùng work. được. Ninguna tarjeta servía. Dù có mấy Even if triệu you have đô millions of cũng dollars, không don't làm work. gì được. Incluso aunque tengas millones de Thẻ dólares tín no te dụng đó sirve. đặc biệt Special credit card with có some hình vuông màu square vàng ở gold giữa. in middle of it. Solo sirve una tarjeta de crédito especial con Cái đó xài con được. un rectángulo dorado en medio. Esa sirve. Nhưng You chúng didn't tôi have không có any. loại đó. Si no, no teníamos ninguna. Nên So I họ asked hỏi the người lái xe này driver, you know, nọ, they asked other hỏi người people khác who are cũng đang doing đổ it. xăng. And sometimes they show Có it to khi us, but họ our chỉ cho credit chúng card tôi will nhưng work. thẻ của chúng tôi không And xài then when được. we want to Chúng use their tôi muốn credit dùng card, then thẻ we của pay them họ rồi money, but trả they tiền were mặt so lại cho afraid. họ nhưng They were afraid they don't want họ sợ to do it không muốn there. làm vậy ở chỗ đó. Pedimos al conductor y a ver si tenían una tarjeta de crédito que sirviese y luego le pagábamos en dinero, pero no querían, estaban asustados. But at the Nhưng fifth tới người thứ person, năm we thì thành công. succeed. Pero a la quinta persona que le preguntamos a ver si tenía la tarjeta, tuvimos éxito. Yeah, a couple of young Một cặp đôi people trẻ đi ngang passed qua by and cũng đổ also xăng. thanking, and then we asked Chúng them for tôi help, nhờ họ and they giúp did help. và họ đã giúp. Un par de personas jóvenes que pasaban por allí, se lo pedimos y nos quisieron ayudar. Yeah.
Chúng tôi trả cho họ tiền tip này nọ hậu hỷ. Không phải là họ muốn như vậy, nhưng tôi nói như vậy tốt. Tôi biết họ còn trẻ tuổi, không có nhiều tiền, nên tôi đưa thêm cho họ. Utilizamos su tarjeta y le pagamos el dinero, pero les pagamos dinero extra que al principio ellos no querían, pero insistimos en pagarles más dinero de lo que habían gastado. Quý vị biết ai không? Không phải là người Pháp bản xứ. Cô gái thì từ một nơi nào đó ở châu Âu, còn chàng trai thì từ Nhật Bản. Y la chica era de Francia, pero el chico era de Japón. Cha cậu là người Nhật, mẹ là người Pháp. Y su madre francesa. Anh ta không nghi ngờ gì, giúp ngay lập tức. Y no tuvieron ninguna duda, inmediatamente nos ayudaron. Anh chàng là người rất lịch thiệp vì cô bạn gái cho thẻ tín dụng vào, rồi còn đổ xăng cho chúng tôi nữa. Một lát sau anh chàng đến nói, để anh đổ cho, đổ lâu lắm, tay em sẽ đau đó. Tôi sẽ cưới anh chàng đó bất cứ lúc nào để đổ xăng cho tôi. Đi đường cũng có lợi chứ. Nhất là tay tôi lại bị như thế này. Tôi cảm động lắm vì anh ta trẻ như vậy mà lịch thiệp vô cùng. Mấy người nam phải học hỏi anh ta nếu muốn giữ được bạn gái lâu. Họ thích như vậy. Tất cả những bài giảng hay về cõi Phật mà không ai vỗ tay cả. Chỉ một vụ đổ xăng như vậy thôi thì lại vỗ tay. Los hombres tenemos que aprender de ese chico si queremos mantener a nuestras parejas durante mucho tiempo. Y vaya, todo el rato hablando grandes lecciones sobre Buda y solo aplaudís cuando hablo sobre la lección sobre poner gasolina. Woman, likewise, mấy người nữ cũng vậy nhé. Las mujeres también. Don't let him pump. Đừng để đàn ông đổ xăng hoài rồi tay họ cũng tiêu luôn. No les dejéis poner la gasolina y que sus manos se estropeen. 50-50. 50%. 50-50. Help each other, huh? Giúp lẫn nhau nhé. Then you will feel rồi quý vị sẽ thấy vui trong lòng. Cả hai đều cảm thấy vui. Both will feel loved. Cả hai đều cảm thấy được thương yêu. We feel, cảm thấy mình được trân quý. And feel, you know, very wanted. Và được coi trọng. Os sentiréis amados, queridos y enriquecidos por la otra persona. And feel beautiful. Cảm thấy mình still, vẫn còn đẹp. Still beautiful for him or vẫn còn đẹp đối với người kia. Sois, bonitos y agradables para para él o para ella. Yeah, let's face it, we all thật tình mà nói tất cả chúng ta ai cũng chóng già. Nếu quý vị lơ là người bạn đời thì có lẽ họ sẽ cảm thấy ồ chắc bây giờ mình già rồi không còn sức thu hút nữa cho nên anh ấy không chăm sóc cho mình, anh ấy không có để ý tới mình nữa. Afrontémoslo, todos nos hacemos mayores y tenemos miedo de que el otro ya no nos preste tanta atención o no nos quiera como antes. Tình thương nuôi dưỡng tình thương. El amor trae amor. So now I learned two things. Cho nên bây giờ tôi học được hai thứ. The men should đàn ông nên giúp phụ nữ đổ xăng. El hombre tiene que ayudar a la mujer a poner gasolina. And the credit card. Và thẻ tín dụng thì phải có cái hình vuông màu vàng nhỏ. La tarjeta de crédito tiene que tener un recuadrito dorado. See, you never stop learning. Không bao giờ học hết được. In Vietnam we say, người Âu Việt Nam có câu đi một đàn. En Vietnam decimos si tú vas una milla. You learn a basket học một sàng of wisdom. Aprendes un capazo de sabiduría. Có lẽ là như vậy. Tôi có học không phải một sàng mà nửa sàng. Posiblemente yo no aprendí un capazo entero, pero quizá medio capazo. Trong 3 ngày. Ồ, trong 36 tiếng chứ. En 36 horas. Nếu quý vị có thể tín dụng thì có thể kiếm loại đó. Có màu vàng ở giữa, tôi không biết mấy nước khác có loại đó hay không. Họ có không? Thì ở Pháp mới có thôi, hình vuông màu vàng đó. Có hả? No sé si vuestras tarjetas de crédito tienen un cuadradito dorado en medio. Sao thẻ tín dụng có loại có loại không? Con chip sư phụ, đó là con chip hả? Con chip ngày nay sư phụ phải nhập 4 số mật mã cho an toàn. Vậy thì có lẽ quý vị yêu cầu có loại đó. Nếu tiện cho quý vị, như vậy đi đâu cũng đổ xăng được. Hay chỉ ở Pháp có thôi, chỗ nào cũng có phải không? Có cái đó mình đổ xăng ở chỗ đâu cũng được. À, tốt quá. Đó là lời khuyên của kẻ khờ dành cho kẻ khờ. Bởi vì trước đây, tôi cũng không biết mấy chuyện này. Không bao giờ để ý tới thẻ tín dụng an toàn này kia. Nhưng nếu nó có ích, thì quý vị đăng ký một cái nha. Nếu không, khi bị lạc ở giữa đường đâu đó, rồi trạm xăng không có ai làm việc,
thẻ tín dụng lại không xài được thì quý vị làm sao đây? De otra manera nos perdemos en el medio de ninguna parte, tenéis tarjeta de crédito pero no podéis utilizarla, entonces ¿qué hacéis? Normally we could wait. Bình thường thì có thể đợi được, nhưng nếu có cuộc hẹn và phải tới đúng giờ, quý vị không thể trễ được. Tienes que llegar a tiempo. Et voilà. Là như vậy đó. Wow, I cover everything. Dạ, ta nói đủ thứ, nguyên cả châu Âu. Anybody drive long way? Có ai lái xe đường dài không? Yeah, from where? Có không? Từ đâu? From Germany. Đức ạ, à? Từ Đức. Oh, a lot of people drive. Ồ, có rất Germany. Nhiều người lái xe từ Đức. They love yeah. driving, don't they? Họ thích lái xe phải không? Mucha gente ha conducido desde Alemania, les encanta conducir. No wonder they invented. Thảo nào họ sáng chế ra một trong những loại xe tốt nhất thế giới. Just like the French invented. Cũng như người Pháp sáng chế ra loại nước hoa tuyệt vời nhất. For some reason. Vì do nào đó. Well, as the demand, cho nên so có cung thì supply, có cầu no? phải không? Según es la demanda, así es el producto. Ah, time to eat, huh? Tới giờ ăn rồi. No, my summer. Không sao, bây giờ là mùa hè. Mình từ từ rồi ăn. In the daytime, if it's too ban ngày nếu trời nóng quá sun, hay trời like nắng, sun, quý vị thích ánh nắng okay? mặt trời thì cứ ra ngoài nhé. Si hace mucho calor y queréis disfrutar del sol, hacedlo. If it's too hot, you can't meditate, nếu nóng quá, không thiền si, được thì tự do tự tại nhé. Free, yeah? Sentiros libres. But do not try to disturb other nhưng đừng Buddhas. Có làm phiền no, mấy vị no, Phật no, khác. Molestar a otros Buddhas. When they want to, trong lúc họ muốn thực hiện niềm vui khổ yes. hạnh. Sweat, mồ hôi nhễ nhại khắp nơi. Por todas partes. That's why I told you go to retreat. Bởi vậy tôi mới dặn quý vị là mỗi khi đi với quan đừng có trang bị vô ích. You look worse after mặt mũi quý vị sẽ tệ hơn trước đó. Tienes peor aspecto que antes. Mascara, mascara chải mi, chải tùm lum. Una máscara corriéndose por toda la cara. Giống như chú hề trong gánh xiếc. Como un payaso en el circo. Môi son thì chải rồng rồng như ma cà rồng. El pintalabios derritiéndose. Dù right, sao thì quý vị cũng đẹp. Anyway. Manera, sois preciosos. Cả bên trong lẫn bên ngoài, thấy quý vị mỗi ngày càng đẹp hơn cả nam lẫn nữ. Cada vez más guapos, los hombres y las mujeres. Cada vez que los veo. Thành ra nếu người bạn đời quý vị ghen, nhất là người không tâm ấn thì quý vị hiểu tại sao. Así que si vuestra pareja es celosa, especialmente los no iniciados. Vì quý vị bây giờ thu hút hơn trước. Porque ahora soy más atractivo. Đàn ông vẫn còn chạy theo tôi. Los hombres todavía me persiguen. Đã bảo là tôi già rồi. Chạy theo người nào cùng độ tuổi với anh. Les digo, perseguir a personas de vuestra edad. Chọn người nào cùng độ tuổi với anh. Coge una de tu edad. Dù bề ngoài tôi không thu hút, nhưng đối với người khác họ vẫn thấy thu hút. Incluso aunque tú no lo sientas, le pareces atractivo hacia la gente. Vẻ đẹp bên trong. A la gente le parece atractivo su belleza interior. Và ai cũng có tâm hồn yêu chuộng vẻ đẹp bên trong. Y todo el mundo tiene un alma que aprecia la belleza interior. Yeah. Vì vậy, họ nói cũng đúng rằng tình yêu làm người ta mù quáng. Por eso dicen correctamente que el amor vuelve ciegos. Cho nên đôi khi quý vị thấy một người đàn ông đẹp trai cứ hoặc ở chung với một phụ nữ ít đẹp hơn, thì bây giờ quý vị hiểu rồi, có lẽ cô ta đẹp ở bên trong. Hay ngược lại. Si veis a un hombre estar con una mujer que no sea muy agraciada, pues es por eso, o viceversa. Una mujer que está con un hombre no muy agraciado. Người Âu Lạc Việt Nam có câu cái nết đánh chết cái đẹp. Có nghĩa là tính nết của quý vị sẽ đánh bại bất kỳ cái đẹp nào. Đức tính của quý vị sẽ đánh bại bất kỳ cái đẹp bên ngoài nào. Un refrán vietnamita dice que tu personalidad puede derrotar a cualquier belleza. Đôi khi quý vị cũng gặp người nào đó, đàn ông hay phụ nữ, đẹp trai hay đẹp gái, nhưng cảm thấy không dễ chịu, nhưng người ít đẹp gái hơn hay ít đẹp trai hơn. A veces te encuentras con un hombre o con una mujer que son muy agraciados físicamente, pero no te encuentras tan a gusto como con otras personas que son menos guapos. Nhất là khi người đó biết là họ đẹp. Especialmente cuando él o ella saben que son guapos. Họ bốc mùi. Y huelen. Mùi kiêu ngạo. Se huele la arrogancia. Làm cho người ta khó gần. Desprecian a la gente. Yeah. Cho nên những cuộc tình lãng mạn không chỉ lệ thuộc vào tuổi tác hay ngoại hình, xấu đẹp như thế nào. Así que el romanticismo en una relación no depende de cómo seas de guapo o de feo. Theo thiện kiến của tôi.
Cho nên sau khi tu pháp môn quán âm, quý vị phải chống cự với đàn ông và phụ nữ đeo bám mình. Supongo que después de haber estado practicando el método Quan Yin, os habéis quitado de encima a todos los hombres y a todas las mujeres. Ngay cả ông chồng cũ cũng trở lại muốn tái hôn với quý vị nữa, hay là vợ cũ. O incluso vuestra mujer o ex mujer o ex marido quizá quiera recordaros. Đúng không? Có hả? Có hay không? Có. Có người như vậy. Có một số, không phải tất cả quý vị, dĩ nhiên rồi. Cho nên dù chồng hay vợ quý vị có ghen tuông hơn hay gì đó, sau khi quý vị tâm ấn thì hiểu ha. Hoặc là họ đeo bám mình nhiều hơn. Cho nên khỏi cần hỏi tôi thần dược hay gì cả. Tứ thiền là ai cũng tìm tới. No es necesario que me pidáis ninguna poción mágica, simplemente meditar. Okay. Nếu không có câu hỏi thì mình đi ăn chút gì đó. Si no hay preguntas, vamos a comer. Dù sao lát nữa cũng gặp quý vị, đừng lo. Tôi ở quanh đây thôi, đừng lo. Chúc quý vị ngon miệng nha. Xin lỗi sư phụ, con có một câu hỏi. Con có thể hỏi được không? Con ngồi đâu, có chuyện gì? Vì con muốn đi bế quan trong một ngôi chùa. Con cảm thấy ở đó an tịnh hơn. Có lẽ là vài tháng. Con đã liên lạc với họ và được họ đồng ý, và họ sẽ sửa soạn cho con một căn phòng. Thưa sư phụ, vậy nếu con đến đó thì có tốt cho việc tu hành của con không? Hay là không tốt? Ở đâu? Dạ, Trung Quốc ạ. Trung Quốc? Dạ. Con muốn đi đâu thì đi, nếu không tốt thì trở lại. Dạ sư phụ, con thắc mắc là nếu tới đó, tôi không thể bảo đảm cho cô, tôi không phải thầy bói. Dạ nhưng thưa sư phụ, con thắc mắc là có phải nếu con tới đó là do nghiệp lực không? Tôi không thể tiên đoán tương lai do cưng. Dạ, tôi không biết cô muốn tọa thiền mấy lần, không biết ở đó cô làm gì. Núi không giúp được cho cô mà do chính cô. Vậy nếu con muốn thì con có thể tới đó thử đúng không ạ? Cô có sự tự do của mình mà. Dạ vâng, tôi không phải là tổng thống hay cảnh sát của cô. Dạ, cô muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì cho đời mình thì làm. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đừng có muốn tôi đồng ý. Rồi mai mốt khoe với mọi người biết không, sư phụ bảo tôi tới đó, bây giờ tôi thành Phật rồi, có nghe không? Nhìn tôi đây. Hiểu không? Dạ hiểu. Cô muốn đi đâu thì đi, thích làm gì đó thì làm. Cái gì làm cho mình vui là được. Nếu cảm thấy như vậy là sai, hoặc nó không giúp ích gì thì trở lại. Dạ con biết rồi á. Không có gì hại. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn. Không có chi. Cảm ơn sư phụ. Đi ăn trước khi trời tối. Lát nữa gặp. Thương. Vì Tết Trung Thu sắp tới rồi. Đây là bánh Trung Thu thuần chay đó. Nhưng không biết Tết Trung Thu mình có đây hay không. Cho nên mình cứ ăn trước. Bởi vì bánh này rất đặc biệt. Từ một đồng tu Âu Lạc Việt Nam. Một đệ tử Âu Lạc Việt Nam mang đến. Dành cho tôi thôi. Nhưng tôi mập. Thành thử nhờ quý vị ăn cùng với tôi. Tôi mập quá. Không đâu ạ, sư phụ dễ thương. Dễ thương nhưng mà mập. Mập nhưng mà dễ thương. Vậy thì quý vị ăn với tôi, cho tôi khỏi dễ thương. Mập quá chừng. Dạ không, chúng con không muốn. Mình ăn cái này trước. Đưa giùm tôi cái này được không? Mấy người khác có thể đứng xung quanh chảy nước miếng. Ồ, cái này chắc là lấy 2 miếng. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Cảm ơn sư phụ. Biết rồi. Người nào chưa được miếng nào?
chút đỉnh tượng trưng thôi. Đây, không có chi, tôi sẽ cắt thêm. Ngon lắm, ngon quá, ngon hả? Người Hoa thích ăn cái này lắm. Trà, không có trà. Xin lỗi, ngon quá. Người nào chưa có? Đây, dĩ nhiên rồi. Người quay phim và người chụp hình. Đút vào miệng anh ta. Muốn ăn nữa không? Dạ muốn. Xin lỗi quý vị. Cô người Âu Lạc Việt Nam có mấy hộp cho mình tôi thôi. Bình thường tôi không nhận mấy thứ này, nhưng mình đã ở đây và cô ta đã đem đến rồi. Tôi không muốn cô ta mang về nên tôi cho một nhóm nhỏ, những người bản xứ Tây Ban Nha và Âu Lạc Việt Nam ở đây, những người xây dựng trung tâm. Quý vị thấy thế được không? Dạ được. Vì không có đủ chỗ cho mọi người nên quý vị thứ lỗi ha. Quý vị có thể đứng đó nhìn người khác ăn, như vậy cũng thú vị. Nếu không thích thì quý vị có thể đi chỗ khác. Vì quý vị phục vụ cho người khác thì tôi phục vụ cho quý vị. Còn nữa, vì quý vị phụng sự cho người khác thì tôi phụng sự cho quý vị. Ta nói vậy. Chúng con không dám hả? Cảm ơn sư phụ. Sao lại không dám? Quý vị làm việc cho người khác, tôi lại quý vị cũng còn được. Huống chi là vài ba miếng bánh. Dạ không được, không được. Khi quý vị thương người khác, tức là quý vị thương tôi. Tôi thích những người vô vị kỷ. Vì tôi cảm thấy họ giống tôi. Giống hả? Còn ai chưa có không? Chưa ăn thì mới lấy được nha. Để dính vào nhau. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Hai. Dạ không. Đây, cảm ơn sư phụ. Cô gầy gò ăn thêm chút nữa được. Cảm ơn sư phụ nhiều. Không sao, đây, dành cho cô nè. Đau quá. Ôi. Không thích sao? Thích chua hả? Thai nhi là con gái hay con trai? Con gái ạ. Con gái thích chua, không thích ngọt. Con trai thì thích ngọt. Ở lại Việt Nam người ta nói vậy. Khi chưa có máy siêu âm, trước khi bác sĩ khoa học khám phá
họ cũng biết trong bụng là trai hay gái. Nếu thai phụ thích ngọt thì họ nói à, con trai. Nếu thích chua thì họ nói à, chắc là con gái. Đa số là đúng. Có thể ha. Người xưa họ thông thái lắm. Rất thông thái, có trí huệ. Tôi học tiếng Tây Ban Nha vậy đó. Nói quý vị rồi, tôi đã đi Las Vegas học cấp tốc tiếng Tây Ban Nha, nhưng cũng quên cấp tốc luôn. Như người ta nói, dễ đến, dễ đi. Chóng đến, chóng đi. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày bạn sinh ra đời. Hát với nhau lời chúc mừng. Hát tiếng Tây Ban Nha đi. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Chúng tôi cùng chúc cho bạn. Hát với nhau lời chúc mừng. Cái đó cho hàng xóm của mình. Cũng tượng trưng thôi nha. Ngon ha? Ngọt lắm ạ. Ngọt lắm. Dạ, cảm ơn sư phụ. Này, này. Xin lỗi, xin lỗi. Đây, đây. Không, không, cứ ăn đi. Người khác sẽ có. Đây rồi. Tại đây, của ông. Ăn đi. Lãng mạn như vậy cũng hay. Có rồi. À, được rồi. Không có nhiều, mỗi người một miếng. Cảm ơn sư phụ. Ngon. Ngon hả? Ngon lắm. Người Ấn Độ hả? Tốt lắm. Đây. Xong chưa? Người ngoài họ dùng hoa để bày tỏ, còn mình dùng xoài để bày tỏ. Một tháng có đủ nói được tiếng Tây Ban Nha không? Không. Bao lâu? Nói tiếng Tây Ban Nha phải mất bao lâu? 4 năm. 34 năm. Bác không biết tiếng Tây Ban Nha nhiều. Không, với tôi thì một tháng thôi. Một tháng không thể được. Trong 3 tháng qua, chúng con đều làm việc ở đây. Bác ấy học được nhiều lắm. À, được rồi. Bây giờ bác ấy nói giỏi hơn. À, có tiến bộ. Nếu ngày nào cũng làm việc, nói chuyện với người Tây Ban Nha thì tôi sẽ tiến bộ. Là chuyện bình thường. Cách tốt nhất à? Cách tốt nhất để học ngôn ngữ. Cô ấy nói cách tốt nhất là sư phụ ở cùng với người Tây Ban Nha không biết tiếng Anh. Phải, phải. Điều đó đúng, đúng. Lâu rồi khi tôi còn ở Miami, người quản gia của tôi
Cô ta không phải là đồng tu, không biết nói một chữ tiếng Anh nào, dù cô ta ở Miami. Không biết chữ nào hết, hoàn toàn không. Rồi không biết sao, mỗi ngày tôi đều nói chuyện được với cô ta. Tôi hiểu cô ta và cô ta hiểu vì tôi nói tiếng Tây Ban Nha. Lúc đó tôi chưa bao giờ học tiếng Tây Ban Nha. Nhưng bây giờ quên rồi. Bắt buộc phải nói thì mới nhớ ra, tôi nghĩ vậy. Khi sống với người Tây Ban Nha nào, không biết nói một chữ tiếng Anh, thì mình bắt buộc phải nói tiếng Tây Ban Nha. Cách tốt nhất là ở chung với gia đình người Tây Ban Nha. Từ trẻ tới già, ai cũng nói tiếng Tây Ban Nha, không nói tiếng Anh suốt ngày như vậy. Ở đây có gia đình nào như vậy không? Nhiều lắm. Dạ, dạ. Mọi người, nhiều ạ. Biết, biết rồi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn tấm lòng tốt của quý vị. Cảm ơn sư phụ. Vậy nha. Còn câu hỏi nào nữa không? Thưa sư phụ, sáng hôm qua sư phụ nói chúng ta phải kiên nhường hơn và bỏ ngã chấp của mình xuống. Con hiểu những điều đó. Nhưng không biết sư phụ có cách nào cho chúng con thật sự làm được điều đó. Nếu mình làm việc ngoài đời và ở trong hoàn cảnh mà ngã chấp lúc nào cũng xuất hiện ngay trước mặt mình thì làm sao mình có thể thật sự kiềm chế được ạ? Thật ra không cần phải cố gắng quá mức. Nó sẽ hết khi nào bên trong cảm nhận được rằng tất cả chúng ta đồng nhất thể. Và có lẽ trong các kiếp trước, mình đã làm phật lòng ai đó. Người đó là một phần trong đại đồng chúng ta với nhau. Cho nên nếu phần đó của đại đồng chúng ta muốn chỉnh lại cũng không sao. Así que si esa pequeña parte del todo que formamos nosotros quiere corregirlo, pues está bien. Đều là bản ngã của chính mình. Es también nosotros mismos. Okay. Giả sử như hôm qua anh đụng trúng tảng đá, bang yourself into some stone, chảy máu chỗ này. And bleeding over here. Imagínate que ayer te golpeas con una piedra y te hace sangrar en el codo. Sau đó anh chữa cho nó một chút. And then you, after nhưng chưa khỏi hẳn, rồi anh đi ngủ, quên hẳn chuyện đó. Imagínate que quieres curarlo, pero no está curado del todo y te vas a dormir. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt thấy nó còn bầm tím và là chảy máu, rồi bàn tay kia băng bó cho nó làm nó đau đớn. Nhiều khi thuốc sát trùng làm nó nhức, làm đau rát da, đau nhức vết thương. Entonces cuando te despiertas, la otra mano lo nota que está ahí sangrando y que se ha hecho un morado, entonces coge antiséptico y lo cura y eso a veces escuece. Nhưng cũng giúp cho vết thương lành lặn về lâu về dài. Pero lo que escuece cura y con el tiempo eso curará tu herida. Anh có trách tay trái chữa bệnh cho tay phải khi dùng thuốc khử trùng làm đau nhức không? Không. Hurting antiseptic? No. ¿Verdad que no le echarías la culpa a la mano izquierda por curarte la herida con el antiséptico que te duele? Anh có trách đôi mắt. Would you blame the eyes? Trông thấy toàn thân. Rồi bảo bàn tay giúp không? ¿Y echarías la culpa a los ojos que ven todo el cuerpo y que le han dicho a la mano izquierda que ayuden la herida? No. Đôi mắt là thiên nhãn thông. Thấy tất cả các kiếp sống của mình. Many lifetimes. Los ojos son lo que ven todos los seres de todas bàn tay vidas. Là luật nhân quả làm việc qua những người khác nhau để xử lý những gì sai trái.
trong quá khứ và làm nó tốt hơn. La mano izquierda es la ley del karma que actúa quizá a través de otras personas para que curen tu herida y que te pongan mejor. Bây giờ anh hiểu chưa? Dạ hiểu, cảm ơn sư phụ. Tốt, đừng than phiền nhé. No complain. Luôn luôn lịch sự và ráng chấp nhận hoàn cảnh. Hoặc là sau này ráng làm tốt hơn. Hoặc là lập tức khéo léo hay tử tế nếu được. Nếu không được thì cứ chấp nhận. Nada de quejas. Siempre amablemente tratar de aceptar la situación y pasar a través de ella de la mejor forma posible. Chỉ cần khắc phục đầu óc thôi ạ. Đúng rồi. Khó lắm, nhưng ít ra nếu gặp hoàn cảnh đó nữa thì anh sẽ nhớ tới miếng băng gạc. Okay. Nói thí dụ cụ thể thì dễ nhớ hơn. Cảm ơn sư phụ. Sé que es muy difícil, pero cada vez que estés en una situación así, recuerda lo del vendaje. Es un ejemplo muy concreto que te ayudará. Tất cả đều ở trong vũ trụ này. Está todo en el universo. Okay. Hơn nữa, dù lực lượng xấu tấn công anh qua người đó cũng không có hại gì. Nó chỉ đẩy anh lên thôi. Aunque el poder negativo te ataque directamente a través de otra persona, no te puede hacer daño de ninguna forma, simplemente te va a elevar. Chỉ làm anh vĩ đại hơn. Solo te va a hacer más grande. Giống như phân bón. Like the fertilizer. Es como el làm đẹp cho hoa hồng. Glorify the roses. Que hace florecer las công rosas. Việc đào xới, nhổ cỏ, cắt tỉa của người trồng trọt. Chỉ làm cho hoa đẹp lên mà thôi. Glorify the flowers. Y el trabajo del granjero de podar y de cavar simplemente van a hacer que las rosas florezcan mejor, glorificará las rosas. Okay. Được rồi. Right. Người kế tiếp. Next one. Yes. Hồi con còn nhỏ, cha mẹ con không thương con nên con cầu Thượng Đế cho cha mẹ con thương con, nhưng họ không thương. Nên lúc nào con cũng nghĩ Thượng Đế không thương con. Khi lớn lên con thường nói, Thượng Đế không cần mình. Rồi con gặp một người đã tâm ấn. Và sau một thời gian, con cảm thấy là mình phải thọ tâm ấn. Nhưng đó là con cảm thấy điều gì đó mình phải làm. Cô phải thọ pháp. Sao lại phải làm như vậy? Con cảm thấy cần phải thọ tâm ấn. Chứ không phải là sự phát tâm. Và từ khi thọ tâm ấn đến nay, đã một năm, con vẫn còn cảm thấy Thượng Đế không cần con. Nên đối với con, nó như là một sự dằn co. Có những lúc con cảm thấy khủng khiếp và rất buồn. Con thường nghĩ, sao Ngài lại đối xử với mình như vậy? Con cố gắng như những đồng tu khác. Những người đã thọ tâm ấn mà biết con. Và từ khi tâm ấn, con đều cố gắng cảm nhận tình thương của sư phụ. Cảm nhận là được Thượng Đế thương yêu. Thật khó cho con. Bởi vì mỗi lần buồn vã, bị gì đó là lòng con rất đau đớn. Vì có những vấn đề rất khó khăn đối với con thường hồi tưởng lại thời còn thơ ấu. Và con luôn dằn co với Thượng Đế, nói, sao Ngài không cần con? Sao Ngài đối xử với con như vậy? Sao con không thể vui lên được? Rồi từ khi được truyền tâm ấn, con hy vọng có cơ hội gặp sư phụ. Và có thể khi gặp sư phụ, con có được cảm giác đó. Và bây giờ con đã được như vậy. Và con rất biết ơn. Nhưng con sợ mấy bữa nữa cảm giác đó lại mất đi. Con sẽ mất nó nữa. Các cảm giác được Thượng Đế yêu thương. Cho nên đây là lần đầu tiên con cảm thấy như vậy. Nhưng lỡ như khi sư phụ lại đi rồi con lại trở về nhà thì sao ạ? Sư phụ hiểu ý con không ạ? Hiểu. Nếu cảm giác đó không mất đi thì sao? Con hy vọng vậy, nhưng để rồi xem ha. Có lẽ cô vừa mới cảm thấy và nó sẽ còn tiếp tục như vậy. Bởi vì từ trước tới giờ cô không cảm thấy, bây giờ mới bắt đầu cảm thấy như vậy. Thì có lẽ đó là điểm khởi đầu của cảm giác tốt đẹp đó. Đôi khi những cái con muốn, nó trở thành hiện thực. Trước đó con hay tranh luận. Sau đó con thấy hối tiếc, con nói Thượng Đế ơi, con xin lỗi. Con biết Ngài có đó, con biết Ngài chăm sóc cho con. Nhưng lần sau khi cảm giác đau đớn trở lại, nó lại bắt đầu. Hiểu, như cái vòng luẩn quẩn. Hiểu, con ráng hết sức nhưng không thể tiếp tục được nữa. Như tôi đã nói rồi, chúng ta có hai thứ gây phiền não cho mình. Nghiệp chướng trong quá khứ và lực lượng phủ định.
Cả hai lúc nào cũng đeo đuổi mình. Dù mình có trốn tránh ở đâu, dù mình có làm gì. Cualquier cosa que hagamos, hay dos cosas que siempre están detrás de nosotros, que es el karma y el poder. Cô không muốn nói nữa sao? Không ạ, con tưởng sư phụ nói xong rồi. Không, nếu cô muốn nói nữa thì cứ nói thôi. Si quieres hablar más, habla. Ví dụ như nghĩ rằng cảm giác Thượng Đế không thương mình. Có cách nào sư phụ có thể giúp đầu óc con nghĩ rằng con cũng được thương yêu không ạ? Sư phụ có thể cho con lời khuyên ạ. Cô có thể cảm thấy như thế. Dạ, để cho tình thương nó không bị mất đi nữa. Cứ về nhà tiếp tục thiền. Chắc nó không mất đi đâu. Cô mới bắt đầu cảm thấy như vậy, cho nên có lẽ nó sẽ ở lại. Cảm ơn sư phụ là con cảm thấy được. Con rất biết ơn. Ồ, vậy tốt. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lại đây ôm tôi một cái nào. Tôi cũng muốn được thương. Con thương sư phụ. Muốn ngồi đây không? Cứ ngồi đó, uống cái này. Cha mẹ cô làm gì mà cô không cảm thấy được thương yêu nó, tôi biết. Con không thích à? Nghĩa là sao? Mẹ con kết hôn với một người mà bà không yêu thương, cho nên con là sản phẩm của người mà mẹ con không thương. Mẹ con thường nói, ôi, tao muốn mày chết đi cho rồi, ước gì mày đừng có sinh ra đời. Và không đâu, họ nói vớ vẩn thôi, nhưng họ thương cô. Con luôn cầu khấn Thượng Đế ơi, xin làm cho cha mẹ con thương con. Cha cô có thương con không? Không ạ. Còn bà nội con, khi con ra nghĩa trang... À, tôi hiểu, nghĩa trang. Con thấy những ngôi mộ nhỏ, con hỏi bà, tại sao ngôi mộ của họ nhỏ như vậy? Bà con nói, mấy người này là trẻ em, bà nói Thượng Đế mang họ theo Ngài đi gặp thiên thần vì Thượng Đế thương họ lắm. Sau đó con hy vọng Thượng Đế sẽ đem con đi. Sư phụ biết không? Con vẫn sống và lớn lên, rồi lớn lên nữa, và mẹ con nói Thượng Đế không cần con. Đôi khi cha mẹ họ nói những điều vớ vẩn. Họ không biết rằng những lời lẽ như vậy ảnh hưởng đến cô, bởi vì họ có những khó khăn của đời sống người lớn hoặc trong cuộc sống hôn nhân. Họ không có ai hết, nên họ dồn cả vào con cái, chỉ có vậy thôi. Chứ họ không có ý đó. Mẹ cô gặp khó khăn vì hôn nhân của bà ấy không hạnh phúc, rồi bà trút hết lên người cô. Nhưng bà thương cô. Không có người mẹ nào mà không thương con mình. Tin tôi đi. Dù thế nào đi nữa, con mình cũng vẫn đẹp nhất thế giới. Nhưng họ không kiềm chế được cảm xúc và lời nói. Có người nói sằng bậy, có người nói năng thô lỗ, có người khéo léo hơn, có người ý tứ hơn, có người ít ý tứ hơn. Cho nên có lẽ mẹ của cô ít ý tứ hơn, nhưng không có nghĩa là bà không thương cô. Cô phải nhìn cho thấu bao nhiêu lần cô tức giận người bạn đời của mình, rồi nói những lời khó nghe, ước gì tôi không yêu anh đi đi. Đừng bao giờ trở lại, nhưng cô lại nhớ anh ta, có không, có đúng vậy không? Dạ, thì mẹ của cô cũng như vậy đó. Khi cảm xúc đè nén trong lòng, áp lực nặng nề, thì họ nói bất cứ gì để xả cơn giận. Mẹ của cô còn sống không? Còn ạ, nhưng vấn đề không phải là mẹ con. Vì con đã vượt qua được rồi. Không còn giận ghét, không còn... Không phải như vậy. Mà là cái cảm giác con bị từ hồi nhỏ. Tôi biết, bây giờ con đã lớn và rồi với Thượng Đế. Đối với đầu óc thì con ổn. Không còn gì nữa, nhưng trong lòng hơi... Cũng nào. Trái tim. Nó còn hơi khó một chút. Đó là điều khó nhất ạ. Ừ, có thể hẳn là gì đó liên quan tới kiếp trước. Nói cho cô hay. Hãy cố gắng yêu thương nhiều hơn. Cô cho đi tình thương. Thay vì muốn có tình thương thì cô sẽ được rất nhiều. Nhân tiện hỏi, cô có chó không? Dạ, cô có nuôi chó không? Có mèo ạ, con thương loài vật và có một chú mèo. Mèo, mèo khác với chó. Chó nhiều tình thương hơn. Mèo tự lập hơn, họ cũng thương mình nhưng tự lập hơn. Cô không cảm thấy mèo của con như bé vậy. Vậy được rồi. Trong lòng cô cảm thấy Thượng Đế không thương cô. Nhưng sao lại cảm thấy như vậy? Chỉ khi gặp khó khăn thôi, đúng không? Chúng ta ai cũng vậy mà, đôi khi mình dậm chân nói, sao Ngài không thương con, sao Ngài làm khổ con như vậy? Dạ, nói vậy không sao, trách Thượng Đế cũng không sao. Ngài không màng.
Nhưng lần sau tiếp tục làm tốt hơn. To do better next time. Chỉ nói với Thượng Đế là Ngài thương con cũng được. Không thương con cũng không sao. Con vẫn sống sót. Mình nên làm vậy. Cô tưởng lúc nào tôi cũng cảm thấy mọi người thương tôi sao? Không đâu. Không đâu. Nhưng tôi vẫn phải thương họ. Ngay cả cha mẹ, bạn bè, người yêu, họ vẫn là người phàm. Người nào còn ở trong thế giới này, dù ở đẳng cấp thứ năm, họ vẫn phải trải qua những thăng trầm trong tình cảm và lúc nào cũng cảm thấy được coi trọng hay bị bỏ bê. Đó chỉ là đầu óc thôi, không phải tâm của cô. Đó chỉ là Ma Vương làm cho cô nghĩ như vậy, chỉ là trải nghiệm thời thơ ấu mà cô còn nhỏ quá, đâu hiểu gì giữa tình thương và tâm trạng khác nhau của cha mẹ. Bởi vì cô nghĩ rằng cha mẹ không thương nhau, rồi cô diễn dịch thành như vậy. Dĩ nhiên là nếu cha mẹ thương nhau thì đứa con cảm nhận được, thấy yên ổn và an lòng. Nếu cha mẹ không thương nhau thì thật là tệ hại. Đó cũng là vấn đề. Khi còn nhỏ, cô không biết cách đối phó làm sao. Cô còn nhỏ quá, cảm thấy khó xử và mâu thuẫn. Nhưng tôi nghĩ không cần phải mang nó theo khi đã trưởng thành. Bây giờ thay vì muốn có tình thương thì hãy cố gắng ban tặng tình thương. Cố gắng ban tặng tình thương dù cảm thấy mình không có tình thương. Cứ việc cho đi rồi sau đó. Con cảm thấy trong con có rất nhiều tình thương. Vậy thì ban tặng. Con sẽ làm vậy. Như là ra ngoài giúp người vô gia cư, thăm trại trẻ mồ côi, thậm chí cho trẻ nhỏ vài viên kẹo thuần chay, sô-cô-la hay bánh thuần chay. Loại ngon, kẹo thường chay ngon, những thứ bổ dưỡng. Ở đây mấy thứ này không tốt lắm, nhưng mình cũng không ăn nhiều nên không sao, lâu lâu mới một lần. Nếu ăn một, hai viên kẹo thường chay không có hại bao nhiêu. Hoặc là dạy cho trẻ em, nếu các em hỏi câu hỏi, thì dạy các em những gì cô biết. Không phải chỉ trẻ mẫu giáo thôi, mà cả trẻ em lớn hơn nữa. Cô có thể thỏa mãn nguyện vọng làm giáo viên của mình, như là đi thăm trại trẻ mồ côi, coi các em muốn hỏi mình cái gì, rồi trả lời cho các em, mang mèo của cô theo và cho các em vuốt ve, cho các em thấy tình thương của loài vật, cứ lấp kín thời giờ của cô bằng tình thương. Rất khó để sống một mình và cảm nhận tình thương. Cô phải ban tặng tình thương. Có thể cô quá nhiều tình thương. Cô phải ra ngoài ban tặng để mình thấy phấn khởi hơn, mãn nguyện hơn. Làm thử đi, được không? Luôn nghĩ rằng tình thương của Thượng Đế không phải lúc nào đầu óc cũng hiểu được. Nếu Thượng Đế không thương cô thì cô đã không ở đây. Mà cô trông đẹp như vậy mà. Mắt xanh, tóc vàng, da hồng hào, không trang điểm mà vẫn đẹp. Đó là hiện thân của tình thương. Thấy không? Đừng cứ tìm cái cảm giác đó, nó thể hiện qua nhiều cách. Không biết tất cả quý vị có cảm thấy tôi thương quý vị không, nhưng tôi có. Có ạ. Từ tháng 2 tới nay, tôi tìm kiếm một nơi để gặp quý vị. Vì tôi biết quý vị muốn gặp tôi. Có thể quý vị không muốn, nhưng có thể tôi suy ra từ cảm giác của tôi là tôi muốn gặp quý vị và nghĩ rằng quý vị muốn gặp tôi, biết đâu đó. Nhưng cho dù quý vị không muốn gặp tôi, thì tôi vẫn muốn gặp quý vị. Đó nghĩa là tôi thương quý vị. Vì vậy, tôi mới tìm một nơi mấy tháng nay. Trước khi đến đây, tôi còn tìm mà. Nhưng lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ tìm một nơi cho quý vị. Để khi nào quý vị muốn tới thì tới. Không phải chỉ có bế quan như vậy, mà là một chỗ tự do tự tại. Nhiều khi tôi ngồi đó mộng mơ. Tôi nói, ôi, ước gì mình có một quốc gia, cả một quốc gia. Như là một quốc gia tự do. Hộ chiếu của đồng tu, chỉ cần đóng dấu lên thẻ tâm ấn là xong. Visa trên thẻ tâm ấn, visa vô thời hạn. Người xấu, người tốt,
người thì nhiều, người lười biếng, người tu hành lẹt đẹt, tất cả đều được visa. Có khi tao ngồi mộng mơ vậy đó. Nhưng thế giới này thật là khủng khiếp. Đôi khi gây rất nhiều áp lực cho tôi. Luật này, luật kia, chẳng dễ dàng cho tôi. Tin không? Vấn đề tài chánh không phải là vấn đề lo lắng nhiều nhất. Sự tự do là tốt nhất. Tự do gặp người mình muốn gặp, muốn nói gì thì nói. Miễn sao không hại đến ai là được. Mọi người đều có thể tụ họp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào mà không phải lo cảnh sát hay luật lệ hay đăng ký này kia. Chào ơi, có vẻ như cô và tôi bây giờ đều có cùng một vấn đề, chỉ là lớn hơn hay nhỏ hơn thôi. Tôi cảm thấy thế giới không có thương tôi. Cô không biết đâu, nhiều khi áp lực quá lớn, thậm chí không khóc nổi, cũng không biết nói với ai. Thậm chí không biết chính xác đó là cái gì. Cho nên tất cả chúng ta đều ở nhầm tinh cầu. Tôi cũng vậy. Đó là nguyên do cô cảm thấy như vậy. Không phải chỉ vì mẹ cô mà là lý do mà thôi. Hỏi họ đi, tất cả những người này họ có sung sướng hơn không? Vì cha mẹ họ gọi là yêu thương họ, chưa chắc. Họ có những vấn đề khác. Có thể họ cảm thấy ông chồng không thương họ, ông chủ không thương họ, con cái không thương họ, mèo của họ không thương họ. Rất nhiều thứ. Hay là đồng tu không thương họ. Đồng tu không thương họ hoặc quấy rối họ. Hộ pháp thì nghiêm khắc. Miro thì dở tệ đủ thứ chuyện. Cô bị tê chân hả? Có thể trở lại đó ngồi cho thoải mái. Đừng lo. Ít ra tôi cũng thương cô. Một người thương cô là đủ rồi ha. Đủ rồi. Tại cô nhạy cảm quá. Quá nhạy cảm. Cô có nhớ ca khúc Vincent không? Vincent, câu cuối cùng. Vincent, the final sentence. Tôi muốn nói với ông điều này. Vincent à, thế giới này thật quá tầm thường. Đối với một người tuyệt vời như ông. Nhớ không? Tất cả quý vị đều giống vậy, đều tuyệt vời. Quý vị không đáng phải chịu tất cả những khó khăn, lo lắng, cảm giác đau lòng mà quý vị đang có. Quý vị không đáng phải chịu như vậy. Không ai đáng phải chịu cả. Chỉ là mình ở trong ngục tù. Biết làm sao đây? Mình đã có giấy mãn hạn tù rồi, nhưng còn phải đợi. Mình vẫn còn trong tình trạng tù đài, cho nên phải ráng chịu đựng để tình trạng không tệ hơn. Giả sử mình dậm chân, cãi nhau với người quản ngục, nói tôi sắp được tự do rồi, đừng đối xử với tôi như vậy sẽ tệ hơn, có thể phải ở tù lâu hơn nữa. Vấn đề chỉ là vậy thôi. Tôi luôn biết rằng chuyện gì mà tôi phải chịu đựng thì tôi phải chịu đựng, không lối thoát, không thoát được. Cho nên hãy ráng chịu đựng nhé. Chúng ta cùng nhau chịu đựng ha. Cùng nhau chịu đựng. Quý vị có vấn đề của quý vị, tôi cũng có vấn đề của tôi. Ít nhiều gì cũng giống nhau. Ít nhiều gì cũng giống nhau bởi vì tất cả đều do ma vương. Tất cả đều do lực lượng phủ định mà mình cũng tạo ra nữa. Mình giúp tạo ra ma vương này. Cho nên tốt hơn là mình kiên nhẫn, bao dung, chịu đựng và cảm ơn là nó không có tệ hơn như vậy. Hãy biết ơn nhé. Quý vị biết không, sau khi hết sức khổ sở vì gãy tay, tôi cảm thấy như địa ngục thật sự. Bệnh viện họ cầm tay mình không nhẹ nhàng cho lắm. Mỗi lần thay băng bộ, họ kéo cánh tay lên như vậy. Nó đã gãy rồi, ít ra không nên kéo lên. Sau đó vì đau quá, nên tôi kêu, thế là họ thả xuống. Rồi nó lại gãy nữa. Bây giờ vẫn còn yếu. Sau đó đau quá chừng. Tôi rên một chút. Rồi họ nói, bà sao vậy? Chúng tôi đâu có đụng nữa. Chúng tôi đâu có làm gì đâu. Tôi nói, không, tự nhiên nó đau, không phải lỗi của cô.
Họ không có ý xấu, có điều là bệnh viện. Họ chữa trị cho nhiều bệnh nhân, có những trường hợp còn tệ hơn cả tôi. Họ quen quá rồi, nên trường hợp của tôi không ăn nhầm gì cả. Trường hợp của tôi là con số 0 đối với họ. Họ trở thành hơi vô cảm một chút trước sự đau đớn của bệnh nhân. Rồi sau đó rất nhiều khổ sở, như chích thuốc 3-4 mũi trên cánh tay, giữ cho nó bất động một lúc, rồi đợi cho cơn đau bớt đi. Ngay cả lúc bị bó bột, tôi vẫn rất biết ơn, không còn đau nữa. Sau khi tháo bột, thấy mình vẫn còn cánh tay, tôi rất biết ơn. Thành ra, dù không có thời gian đi vật lý trị liệu lại, tôi tự làm lấy ở nhà, từ từ, từng chút một. Tôi nói với cánh tay, ta mừng là ngươi vẫn còn đó. Nếu ngươi muốn nghỉ ngơi, thì đừng làm việc nữa. Ta hiểu, nhưng tốt hơn là ngươi phải làm việc, vì ta không có thời giờ mà chăm sóc cho ngươi, vì thế gian này vẫn cần chúng ta. Ngươi nên dậy làm việc thì tốt hơn. Thế là nó bắt đầu làm việc nhẹ nhàng, từng chút một. Và bây giờ ta đã khỏi được 50%. Thành ra tôi sung sướng là mình vẫn còn cánh tay. Làm được hay không thì cũng vẫn đỡ hơn trước đó. Trước đó đau khủng khiếp. Sau khi trải qua giai đoạn tồi tệ nhất thì mình cảm thấy khá hơn. Sau khi khá hơn, mình cảm thấy tuyệt vời nhất. Cho nên dù tôi không biết chắc, vì bác sĩ bảo tôi cần phải chích thuốc mỗi ngày và phải đi vật lý trị liệu mỗi ngày, mà tôi chẳng làm mấy cái đó. Phải thú thật với quý vị như vậy, nhưng quý vị đừng có làm vậy nhé. Nếu phải đi khám bệnh thì cứ phải đi nhé. Quý vị có thể làm được, chỉ là tôi bận quá. Tôi có thú cưng, có nhà cửa, có quý vị, đủ thứ việc phải làm. Càng ngày càng nhiều đệ tử, nên đâu có thời giờ. Vì những lý do đó mà tôi đã bỏ hết. Vả lại tôi cũng có cảm giác là nó sẽ ổn. Tôi tự trấn an mình như vậy, rằng nó sẽ ổn thôi. Và nếu nó không ổn, tôi cũng mừng. Là thấy tay mình vẫn còn đó. Có người phải cưa tay. Tôi nghĩ tới những người không có tay từ lúc chào đời. Có người còn không có chân tay, không gì cả. Tôi như vậy là may mắn lắm rồi, nên tôi vô cùng sung sướng. Hãy vui lên. Trời ơi, cánh tay gãy là phước báo lớn cho tôi. Vì nó đã làm tôi biết chấp nhận hơn, làm tôi biết trân quý hơn những gì mình có. Bởi vì tôi đã không trân quý. Tôi khiến bàn tay làm việc, khiến bàn chân đi, khiến toàn thân làm bất cứ việc gì mà không có cảm giác biết ơn là mình có được những công cụ đó. Nhưng sau khi gãy tay, tôi mới nhận ra, trời ơi, mình có những công cụ quý báu vô cùng. Hai chân, hai tay, mấy ngón tay, tay, mắt, mũi, miệng, mọi thứ trên thân thể tôi thật quý báu. Không thay thế được, không thay thế được. Bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nó không giống vậy. Bởi vậy, tôi mới bỏ hết thuốc men, vì ta nói, dù có một cánh tay cũng còn hơn nhiều người, không có cánh tay nào cả. Sau đó, tôi tập cho tay trái, rồi cũng ổn. Tôi rất biết ơn, phải nói thật với quý vị là như vậy, cho nên đừng có đợi tới khi bị thảm trạng như vậy mới bắt đầu biết trân quý những gì mình có nhé. Mình chìm đắm quá nhiều trong nỗi buồn khổ của mình mà quên nhìn chung quanh, quên ngửi hương hoa. Hãy vui hưởng những gì quý vị có. Vui hưởng, vui hưởng, vui hưởng. Nếu buồn thì cho nó buồn, ai mà quan tâm. Nếu thấy không ai thương thì không ai thương, ai mà quan tâm. Ngày mai là một ngày khác. Trời nắng, trời mưa, nắng rồi lại mưa. Đừng lo lắng về tâm trạng của mình quá, đó chỉ là tâm trạng mà thôi. Chỉ là đầu óc của mình diễn dịch như vậy, chứ không phải nó là quý vị. Hãy vui lên với những gì mình có. Vui lên thì quý vị mới có sự sáng tạo hơn. Và càng có sự sáng tạo bao nhiêu, quý vị càng tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình bấy nhiêu. Càng có thêm sự vẻ vang, sự dễ chịu trong cuộc sống. Vậy thôi. Quý vị phải vui thì mới tốt lên được, mới giúp chính mình được. Khi người ta buồn, họ không suy nghĩ được rõ ràng. Khi vui sướng, họ khá hơn.
they're better. Vậy okay? Ráng vui lên nhé. Try to be happy. Nếu buồn thì đi thay quần áo khác. Mood, đi tắm, thay quần áo, ra ngoài gặp người lạ nào đó. Meet some stranger. Nói cho quý vị hay, không phải chỉ có đồng tu mới làm mình vui, mà người lạ đôi khi cũng làm cho mình vực dậy tinh thần. Thượng Đế làm việc qua bất cứ ai. Khi nào buồn thì quý vị ra ngoài đi taxi, biết đâu anh tài xế tán tỉnh, làm quý vị cảm thấy à, mình vẫn còn đẹp, ví dụ vậy. Hay là đi tiệm cà phê, rồi gặp một cô gái trẻ đẹp, dễ thương, phục vụ cho quý vị với tình thương ân cần. Quý vị cảm thấy, ồ, cô này trẻ vậy mà thật dễ thương, kiều mến. Rồi quý vị cảm thấy được coi trọng, cảm thấy vui, tinh thần phấn chấn, cho nên đừng có ở trong nhà. Suy nghĩ ủ ê, hãy đi ra ngoài. Đừng nghĩ là tới trung tâm mà thôi. Nếu muốn đến trung tâm ngồi thiền thì cũng tốt. Hay là gặp những đồng tu khác và nói chuyện về vấn đề của mình cũng tốt. Hoặc nếu nhà xa trung tâm quá, hay là muốn đi ra ngoài hơn, thì cứ làm vậy nhé. Uống cà phê hay uống trà, uống mấy thứ không có caffeine, hoặc uống nước trái cây. Cứ ngồi đó nhìn người qua lại, đi ra biển. Nếu ra biển được thì ra. Nếu đi công viên được thì đi. Đi bộ chỗ này chỗ kia. Hãy để nỗi niềm của mình tan vào không khí trong lành, tan vào khung cảnh khác, lớn hơn là thế giới nhỏ bé của riêng mình, thì quý vị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy thử làm vậy. Đi tản bộ nhé. Đi bộ chỗ nào quý vị muốn. Người kế tiếp. Next. Cảm ơn sư phụ về merci những điều ngài vừa nói. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Vraiment merci. Câu hỏi của con là giữa tự trọng và phụng sự có giới hạn như thế nào ạ? Tự trọng và phụng sự. Tại sao lại có giới hạn? Bởi vì con bị trách là làm việc cho người khác nhiều quá, như vậy là không có lòng tự trọng, phục vụ cho người khác. Thì làm sao lại đánh mất lòng tự trọng? Tôi không hiểu. Cô cho thí dụ được không? Dạ, ví dụ không quá riêng tư. Ví dụ như hàng xóm của con nhờ con giúp nên con giúp. Nhưng khi về tới nhà thì bữa ăn chưa được chuẩn bị nên con phải vội vã chuẩn bị vì... Thế là lúc đó đầu óc căng thẳng quá, con cảm thấy không được dễ chịu. Cô không dễ chịu về cơ thể, trí óc hay là tâm hồn? Tại sao không thấy dễ chịu? Con cảm thấy căng thẳng và... Vì làm nhiều quá hả? Vì lẽ ra con phải làm những việc ở nhà, bổn phận của con. Nhưng con không làm vì đi phục vụ cho người khác. Phục vụ cái gì? Ví dụ như hàng xóm của con. Một bà lão gọi con không biết nữa. Ví dụ như giúp bà mặc quần áo vì bà không tự mặc lấy một mình được vì bà ấy. Vì bà là người bệnh. Cô có phải là y tá không? Dạ không, con chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên nhưng không có liên quan gì hết. Con chỉ giúp vậy thôi. Vì bà ấy bị bệnh, không tự mặc quần áo được. À, có sao đâu. Nhưng sao lại đánh mất tự trọng? Tôi không hiểu. Vì lẽ ra con phải làm việc ở nhà mà con không làm. Cơm nước chưa sẵn sàng khi chồng và con cái trở về. À, vì cô giúp người khác rồi không làm việc của mình ở nhà hả? Dạ, đúng ạ, thí dụ như vậy. Nhưng cô làm vậy mỗi ngày hay thỉnh thoảng mới làm? Thường xuyên như vậy ạ. Nhưng sao lại làm việc đó? Là công việc của cô hay là chỉ giúp đỡ người ta thôi? Ai cũng nhờ con giúp vì con không có việc làm ở ngoài. Và lúc nào con cũng đặt việc giúp đỡ người khác lên trên công việc ở nhà. À, hiểu rồi. Thật ra cô không nên làm như vậy. Khi nào có thời giờ thì cô giúp. Nếu không có thời giờ thì cô cứ nói. Xin lỗi, bây giờ tôi phải về nhà nấu ăn. Tôi phải chăm sóc cho con cái của tôi. Hay đại khái như vậy. Cô phải nói như vậy. Nếu không, người ta đâu biết rằng
Ở nhà cô bận rộn. Cô phải nói ra, được chứ. Nhưng khi có thời giờ, được rồi, tôi có nửa tiếng dành cho bà. Chỉ chừng đó thôi. Sau đó tôi phải về nhà. Dạ, nhưng con không biết làm thế nào. Ý cô không biết là sao. Con không biết làm như thế nào ạ. Con không suy nghĩ gì, cái gì mà người ta nhờ thì con làm ngay. Được rồi, nếu cô vui với việc này, thì cứ tiếp tục. Nhưng còn với gia đình cô thì sao? Dạ, đó mới là vấn đề. Gia đình cô cũng cần cô nữa chứ. Cho nên cô phải giúp cả hai, người bên ngoài và người trong nhà. Như vậy mới cân bằng. Nếu không thì không công bằng. Bởi vì gia đình thương cô và ủng hộ cô từ trước tới giờ, cô cũng nên đáp lại tình thương và hỗ trợ cho gia đình của mình nữa. Như vậy mới công bằng, hiểu không? Cô nên ráng cân bằng đời sống của mình. Tôi không có gia đình, nên tôi có thể làm mọi thứ cho quý vị. Nhưng nếu có gia đình, tôi cũng phải chăm lo cho gia đình. Mình phải chăm sóc cho người thân của mình trước. Phải, đúng rồi. Mình phải chăm lo cho người thân nhất trước đã. Xin lỗi, tiếng Pháp của tôi nói không được nữa rồi, thế thôi. Điều quan trọng là cô hiểu tôi muốn nói gì. Cảm ơn sư phụ. Vậy nhé. Dạ, hãy cân bằng đời sống của mình nhé. Cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ, mới đây không lâu, trong buổi cộng tu, trong lúc hành thiền, con cảm nhận được tình thương của sư phụ thật là bao la vĩ đại. Trong lúc đó, con sung sướng và con khóc. Con khóc mà nước mắt con chảy xuống và con thấy hạnh phúc vô cùng. Qua tình thương của sư phụ, con biết được tình thương của Thượng Đế thật là thiêng liêng. Nhờ tình thương đó mà con khôn lớn và trưởng thành. Và cũng nhờ tình thương đó mà con cố gắng học cho được bài học tình thương. Trong lúc này, con cảm thấy thật gần gũi với sư phụ. Trước đây, con gặp sư phụ, con vừa kính vừa sợ. Mà bây giờ con gặp sư phụ, con mừng và con thấy thật gần gũi với sư phụ. Con cảm ơn sư phụ. Như vậy là tốt nhất, vậy là đúng đó. Vậy là đúng á. Bác ấy nói rằng trước kia nó ngắn gọn là bác ấy nói trước kia bác kính trọng và hơi sợ một chút, nhưng bây giờ bác ấy cảm thấy được tôi thương. Ta nói như vậy mới là đúng. Như vậy mới đúng. That's the correct way. Yeah. Trước đây khi con còn ở Grand Cayman, bị một tai nạn xe hơi, tôi phải đeo như vậy nên tôi biết nó như thế nào, nóng nực, nhớp nháp. Nhưng sau khi cởi ra, tôi lại nhớ nó chứ. Thế mới buồn cười. Sao lại có thể nhớ thứ đó chứ? Nhưng khi cởi nó ra, lại cảm thấy trống trải. Nên tôi phải cởi ra đeo vô một thời gian đến khi quen với việc cởi nó ra. Làm vậy cho vui thôi. Bác ấy nói trong một buổi thiền, bác cảm thấy tình thương của sư phụ nhiều đến nỗi bác đã khóc, bây giờ vẫn còn khóc. 70 tuổi mà vẫn còn khóc. Tốt cho bác. Vậy là tốt đó. Đúng đó. Thấy sư phụ thương mới tốt, chứ không phải kính sợ là tốt. Vậy không tốt. Kính thì được, nhưng mà sợ đừng có sợ nha. Tôi đâu có cắn ai đâu. Tôi ăn chay mà. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on the summer's day with eyes that know the darkness in my soul.